Xin chào các bác, chào mừng các em số bên câu Nhật bãi của em. Chúc các em mới thật là tốt lành. Ở hôm nay thì em sẽ lên cho bác một lô cần mới về các nhé. Ở lô ngày hôm nay thì sẽ có một loạt lô cần ISO thuộc dòng tầm trung giá rẻ các nhé. Trong hộp cũng vậy, dòng này là dòng của Chila sản xuất. Giá rất là mềm cho bác chơi. Đấy, các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng được cái nào thì báo cho em nhé. Số điện thoại cho hàng của em là 0326 267 369. Em để góc này nhé. Đây là góc này này. Đấy, các bác ưng là báo cho em. Các bác xem kênh của em thì ấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé, chia sẻ cho anh em trong hội nhóm để anh em biết đến kênh của em, ủng hộ cho em. Hôm nay thì em sẽ lên cho bác một chiếc cần ISO hạ tay. Ở đây sẽ làm chiếc cần bản gần như là VIP nhất của dòng Simlo, bản Super File Metal. Cái vân mà ngoài nó là kim loại metal có nhé, cái này này, cái vân vân này này. Còn bên Daiwa thì có keo láp nhé, là nó bảo vệ bên ngoài này. Cần này nằm chiếc cần 48 đoạt 1. Đấy, 48 đoạt 1. Con này thì đánh dòng cảm giác thôi nhá, cũng đã đi săn chép dịch vụ ở hồ dịch vụ, bắt được chép 3-4 ký nhưng mà bo khá lâu nhá. Cần này thì độ dẻo nó khá là cao. Đấy, bo cá thì cực kỳ phê, gọi là siêu cảm giác. Đấy, con này cũng có một chút sức nhẹ nhá, thỉnh thoảng có một chút sức. Dòng riêng đặc biệt dòng này thì giờ kiếm được một phôi đẹp hiếm lắm, không có. Mà kiếm được cần này dạo không có nữa nhé. Con này sẽ được trang bị là vân hai da gần như toàn thân nhá. Ngọn thì sẽ là carbon đặc, à đâu, carbon rỗng chứ, nối lòng phụng quỷ. Ngọn đặc trên này là đặc nhá, giữa là sẽ rỗng một chút xíu này. Đấy, zin hết các nhá. Đấy, ngoại hình cực kỳ tương đối đẹp chứ không đẹp lắm. Đầu cần đã được quấn chống lổ cùng màu để trang trí cho đẹp nhá. 48 đợt 1 để cho bác câu, đặc biệt bác nào đánh chép tầm trung 2-3 ký thì con này bo cảm giác phê cực kỳ cao. Đấy, còn đánh cá lớn hẳn thì dòng này thì sẽ hơi yếu một chút xíu nha, bo nó hơi lâu lên, còn cần sẽ khá là dịu nha. Bác nào mà đánh mà không xả mồi kẹp xả thì đánh con này rất ngon, con này kẹp xả thì hơi đuối. Nặng 130 g, mã số 1, nơi bác là 1.100.000 nha. Đấy, mã số 1. Sang mã số 2 này. Số 2 sẽ làm chiếc cần ISO. Có bao này thì em bán đi thì các bác rất thích, nhưng mà riêng em thì em lại cũng thích đi, nhưng mà bán này nó hơi mất công. Em sẽ bóc cho bác nha. Đây sẽ làm chiếc cần ISO dài 5m3 đọt số 4, một chiếc cần của Chila xuất Nhật, bản Hikoshima, dài 5m3 đọt 4, được trang bị bát là bát hãng, khoen là khoen hãng nhá. Đấy, phôi rất đẹp, gần như là mới tinh, chất liệu carbon. Dòng này thì phôi sẽ khá là đanh nhá, bác nào mà bắt dòng này về mà các bác để mà các bác hạ tay đánh chết dịch vụ thì không chê đi nào nhá, phôi cực kỳ khỏe luôn. Đây, hàm này em sẽ cho bác xem cái hàm lượng chất liệu của con này. Con này thì đây, những dòng cần Nhật đấy thì nó sẽ không có cái dòng này đâu nhá. Dòng này gọi là Garasu. Garasu nó sẽ là thủy tinh. Đấy, nó là thủy tinh đó nhá. Trên là carbon 80%, dưới 200 tinh. Thì nhà có thêm 20% sợi tinh thì vào cần sẽ rất là khỏe các nhá. Nhưng mà nó hơi nặng một chút xíu rồi, còn câu thì cực kỳ ngon. Nặng 5m3 này, dài 5m3 này, 6 lóng này, ngọn 2.2, gốc 2.7. Nặng 145 à 140 g, thu âm 107 cm, độ cứng từ 5 đến 10H các nhá. Con này độ cứng rất là cao. Ok, con này thì lấy các bác là 600.000 đấy nhá. Đấy, có hộp bao mới tinh của Chila xuất nhé. Bản này thì bác nào mà đánh xuồng xã vất cần lăn lóc các kiểu không tiếc thì đánh con này. Cần rất là khỏe và độ lẩy bọn này cao quá nhá. Độ lẩy cần này khá là thanh chứ nó không nhũn nữa. Mã số 2 này, mã số 3 này. Mã số 3 sẽ làm chiếc cần của Chila nữa nhá. Con này sẽ làm chiếc cần 4,5 m, cũng là đột 3 các nhá. Con này làm chiếc cần của HB. HB thì chuyên sản xuất phụ kiện Made in China các này. Đấy, con này thì ga sự lên 59%, con này sợi tinh còn cao nữa nhá. Đấy, mới tinh, chưa dùng.
4,5 đợt 3 nhé, thông số cực kỳ đẹp. Con này lắp chụp Fuji hơi xịn nhé. Cái lắp chụp này lắp chụp chắc lắp chụp ngoài nó nhét vào thôi, chứ lắp chụp bản chất cần này là không lắp chụp Fuji. Đấy, mới tinh nhá, cần mới. Đây các bác xem ngoại hình này. Phôi bên trong màu đen tuyền. Con này thì đã bán khá là nhiều rồi nhé. 4,5 đợt 3. Quên cái thiếu xốp. Đấy, hôm nay thì clip nó sẽ hơi lách cách ở với cái hộp này nhá. Thì em sẽ ở đây. Hộp thì nó có cái lợi thế là không phải đo thôi, chứ còn hơi lách cách coi không. Giờ nó hai cái cần thứ ba đã 5 phút mất rồi. Thôi cứ trước mắt thế này đã, tí nữa em lắp sau. Nó lâu lắm. Để báo cho bác thông số này. Dài 4m51 phân nhá. Con này với bác bảo thừa thì em chịu nhá. Thu gọn 101 sen, nặng 203 g, gồm 5 khúc, ngọn 1.4, gốc 2 chấm, cứng từ 5 đến 10 luôn. Carbon là 41%. Còn ga đa sự là 51%. À 4951. Đấy các bác là 500k nhá. Đấy, cực kỳ êm luôn. Giá êm, cần khỏe, tha hồ câu, thùng xã, mã số 4 này. Số 4 sẽ làm trước cần của Leta Lật Tage ISO. Con này 5m3 đột 4 cơ nhá. À con này thì được cao cấp hơn con số 2 một chút xíu. Con này sẽ được trang bị là ủi như nhau. Mới tinh không nhá, cần chưa sử dụng đâu. Phôi thì cực khỏe các bác này, em test phôi cho bác này. Ôi, phôi trong này thì khá là khỏe nhá. Vì hàm lượng sợi tinh nó cao nên là độ dẻo nó tốt, độ giòn nó thấp. Đấy, con này cũng ở trong bao nhá. Đấy, các bác xem qua cần ngoại hình này, phôi màu đỏ này. Đấy, con này thì các bác hạ tay đánh chép dịch vụ hoặc là các bác đánh xuống xã, công ngâm, bạt bãi đều được nhá. Con này dài 5m3, đọt số 4. Xuất Nhật hết cơ nhá. Các bác nhìn thấy chữ Nhật này, chỗ này là chữ cargo. Thông số đây, dài 5m3, 6 lóng. Con này là thu gọn là 100 sen, ngọn là 1.7, gốc là 2.5, nặng là 363 g, độ cứng từ 8 đến 12, carbon 80% và 20% là ga đa sự nhé. Con này con kia như nhau, 600 k số. Xem số 5 này. À số 5 này chắc số 5 này ngon này. Số 5 này sẽ là chưa cần của Ruby nhé. Con Ruby này các bác nhé. Con này là con đời đầu. Con này được sản xuất tại Nhật đấy các bác này. Nó ghi chữ Ly Hồng đấy các bác này. Bác nào biết chữ Nhật thì các bác biết chữ này, chữ Ly Hồng này. Ly Hồng Nhật Bản. Con này giá mới nó sẽ là 16.300 yên các bác nhé. Hơn 3 triệu. Dài 4,5 m, độ cứng 2, một chiếc cần của Ruby Platinum. Con này thì carbon sẽ là carbon rút nhé. Con này em biết rồi. Con này nó sẽ được trang bị cái vân là vân hai da dòng ngẫu nhiên. Nhưng con này dị lắm ạ, con này rất ít gặp nhé. Một chiếc cần 4,5 m, đọt số 2, sản xuất tại Nhật, bản Platinum Way, bát Fuji tem vàng. Xem cái vân này. Chụp zin nó đây bác nhá. Chụp này là chụp zin. Rồi ok em hiểu rồi. Con này sẽ làm một chiếc cần trang bị vân hay da. Các bác nhìn bên trong nó có lớp mà nó nhỏ nhỏ mà nó quấn quện này. Đấy, vân hay da nó đấy bác. Cái này là cái platinum mà nó nói trên đầu cần clip ấy. À trên cái vỏ đó. Các bác nhá. Có thấy sợi sợi nó như cái sợi tóc của mình này. Đây là cái ống to dễ nhìn. Đấy, nó lấy những cái cọng tóc, gần như cọng tóc nó quện vào các nhá. Đấy, nó quện vào thân rất là đẹp. Bản này thì để bác sưu tầm nhé. Dòng này là rất là hiếm nhá. Còn một bản vân màu đen nữa. Con này là vân, cái vân carbon, cái vân hai da nó sẽ là màu trắng. Còn một con vân đen nữa, cũng của Ruby, cũng vân kiểu này nhưng mà dối hơn và màu đen. Con này sẽ là màu trắng nhá. Bản này thì để cho bác sưu tầm. Con này rất là đẹp nhé, khoen sẽ là khoen Fuji thường thôi, không phải xứ xích. Đầu bu chắc chắn, ngọn chắc chắn sẽ là... con này không phải ngọn, không phải long phụng nhé, con này là ngọn đặc. Con này các con đặc, liền khối luôn. Nên cần sẽ rất là khỏe các nhé. Đấy, con này thì mang cho bác giá trị sưu tầm cao. Cả hộp, cả bao, zin hết nhé. Về cho bác đóng hộp trưng bày. Đấy. 4,5 đợt 2. Giá mới là hơn 3 triệu.
có hộp thông số, đọc cho bác này. Con này sẽ mang thông số như sau, dài carbon quá nhá, có nhìn này, carbon sẽ là 100%. Đấy, con này 100% carbon nhé, ghê không? Chiếc cần 100% carbon thì hôm nay em sẽ là gặp chiếc cần đầu tiên của chiếc cần này, chưa gặp chiếc nào 199% đâu. Đấy, con này sẽ là dài 4,5 m, thu gọn 101 cm, nặng 155 g, khá nhẹ đó nhá, ngọn là 0.8, gốc là 2.1, 5 khúc, độ cứng từ 3 đến 5, sản xuất tại Nhật. Con này hôm nay cũng lấy các bác là tròn triệu nhá, để cho bác sưu tầm mã số 5. Đấy, gọi là hàng hiếm sưu tầm. Sang mã số số này là mã số 6. Số 6 sẽ làm chiếc cần 5,3 đòn 2, con này bản limited nha các bác nhá, kinh không? Con này là limited của OGK. OGK là một hãng sản xuất tại Chile, xuất Nhật, chuyên sản xuất phụ kiện cần tầm trung giá rẻ, lua giá rẻ nhiều. Con này sản xuất xuất Nhật sang dòng giá rẻ nhiều các bác nhé. Đây, con này sẽ được trang bị ba hãng khoen hãng. Ô chết rồi, không phải rồi, sorry, hai chiếc cần này với cả cái vỏ này không khớp. Cái cần ở trong này không phải cái vỏ này. Hikoshima, con này với cả con này giống nhau này, khác nhau màu thôi. Con này được trang bị phôi màu đen nhá, cũng mới tinh thôi nhá, chưa dùng. Đấy, phôi rất đẹp, những cần đẹp thì em lại không soi, nhưng con này, này hộp được không hộp của nó. Con này nặng 400 g quá nhé, gọn 2.2 ly. Đấy, 5,3 là số 4. Dòng này phôi cực kỳ khỏe các bác nhá. Em vẫn báo bác cái dòng này thì hàm lượng sợi tinh của nó sẽ có 2%. Sinh ra cần sẽ rất là khỏe nhá, và cần nó rất là thanh. Chứ nó lại không nhũn như cái hôm trước em có mấy cái dòng của Suzumi. Suzumi thật, hãng khoen bát Fuji thật, nhưng cái phôi nó sẽ rất là dẻo. Không như con này, con này phôi rất là thanh và cứng đó nhá. Nó cứng cũng tương đương với dòng của Daiwa Shimano đấy, nó còn cứng hơn đấy. Ok, con này là con thứ thứ 6 nhá, con nặng với bác là 600 ngàn này. À, đợt to, đợt 4 mà. Đợt 4 thì giá nó sẽ tầm tầm này thôi, cũng không hơn. Đây, để lại cho nó hình nó đẹp. Không được, con cái này đi. Khó chịu nhờ. Nhét cái lắp chụp này vào cho nó đỡ ngứa mắt. Đấy. Lắp luôn cái lắp này vào luôn cho nó đỡ vướng. Đấy. Xong để cái này, nhìn vẫn cứ đẹp hơn đấy. Rồi sang mã số 7 đi. Ở số 7 sẽ làm chiếc cần của Daiwa. Con này thì sẽ được sản xuất ok, bóc rồi đã, chưa nhìn thấy. Con này sẽ làm chiếc cần zoom có nhá. Công nghệ là M gì đây này, tiếng Anh em đọc rốt lắm, đọc nhiều khi cứ sai sai. Rất đẹp quá nhá, cái bao này hơi bẩn này, lau là sạch này. Ok, bóc cần. Con này à, con này em biết rồi. Con này sẽ làm chiếc cần màu xám. Có bao này. Đấy, đúng luôn, cần màu xám quá nhá. Con này sẽ làm chiếc cần zoom. Sản xuất tại Đài Loan nhá, dài là 5,3 m, zoom về 4,5 m. Đọt là 1.5. Con này thì cần đã qua sử dụng rồi quá nhá. Sử dụng chút ít rồi chứ không phải là chưa sử dụng đâu. Đấy, zin đẹp đẹp 100%. Phôi sẽ là phôi rất đẹp nhá, phôi gần như là mới tinh luôn. Con này còn rất là mới nhá. Con này bảo mới 99% thì hơi quá, nhưng mà cũng phải tầm 97-98%, rất là mới luôn. Một chiếc cần 1.5, zoom 4,5 m, 5,3 m, sản xuất tại Đài Loan. Con này sẽ là công nghệ Nhật nhé, vừa được sản xuất tại Đài Loan. Chắc chắn là Daiwa sẽ là của Nhật rồi. Con này thì giá cũng khá mềm cho bác nhé. Con này nếu mà bán lẻ bình thường khoảng 700, hôm nay con này sẽ có bao, có hộp zin. Lấy bác thêm 100 nữa về cho bác trưng bày nhá. Bao hộp đầy đủ, mới, tương đối mới. Đấy, cần có hộp em phải nhét vào chứ không nhét vào tí nó vướng cái clip, nó cứ nhảy loạn hết lên. Bắt buộc cho hộp. Rồi, xong con cuối cùng của hộp ngày hôm nay giá 800 ngàn nhá. Mã số 7 thông số như sau. Dài 5,25 m,
Đây các bạn nhé, con này hiện tại đang bị thiếu mất 5 phân so với thông số nha. Nhiều khi các bác cứ bảo nó thiếu một ít thì cũng còn tùy nhá. Nặng là thu gọn 103 cm, 6 lóng, nặng 195 g, ngọn là 0.9 ly cơ nhá. Gốc là 20.9. Sản xuất ở Đài Loan, chất liệu carbon là 92% con này. Giá 800.000 mã số 7. Ok. Rồi sang mã số 8 đi, đi nhanh một xíu nhá. Số 8 sẽ là một chiếc cần sút của sút Rider. Một chiếc cần được sản xuất tại con này được sản xuất tại Hàn Quốc, được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Fuji nhé, thân sẽ là màu trắng, dài là 39, độ cứng con này sẽ là khoảng tầm 23 nhé, không được 25 nữa, khoảng tầm 23 để cho bác đánh đầu cần. Đấy, một chiếc cần sút rất là mới nhé, cân nặng cho bác này 370 g. Ngọn con này là sẽ ok, cái thước con này nó hết pin, nó lại chập chờn cho tí nữa xong cái này phải đi thay pin rồi. Ok, ui chết rồi, không đo được rồi, con này ngọn tầm 1.9 ly, 1.9 ly nữa nhá. Giá là 600.000 mã số 8. Mã số 9 này, số 9 sẽ làm chiếc cần nội địa nhá. Số 9 nó sẽ làm dòng nội địa Irid. Bản này giá mới rất đắt các nhá. Dài 4 rưỡi lượt 4. Đấy, con này thông số đẹp này và cần cũng rất là đẹp luôn. High quality carbon rod. Con này phôi gần như là mới tinh đó nhá. Một chiếc cần ISO khuyên lớn. Được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Phôi màu xám. Con này còn như mới tinh đó nhá, rất là đẹp. Đấy, 4,5 rồi, số 4. Một chiếc cần ISO nội địa, cân nặng cho bác này 280 g. Các bác chắc chờ em một tí tí để em sửa lại cái thước này đã, khổ nó đang bị vấn đề, nó cứ chập chờn này không không thể đo được. Lúc nào em dùng cái gọi hơn 5 này, nó không phải hỏng đâu mà dùng lâu quá là cái lượng pin ở trong quả pin nó lại hết, xong là em cũng chẳng để ý đến lúc dùng thì lại nó bị hết pin. Ok, đấy lại ngon này. Ngọn 1.9 ly quá nhá. Đấy, 4,5 đợt 4 nội địa. 800.000 quá nhá. Sang số 10. Số 10 à đây, con số 10 sẽ làm chiếc cần sút dòng tầm trung này. Con này làm chiếc cần sút spin nhé. Con này sẽ làm chiếc cần nó mang cái ngoại hình tựa con cần AutoCAD của Nhật hoặc là giống sút leader luôn, nó cũng lớn lớn vậy. Nhưng mà nó rẻ hơn một chút xíu nhá. Dài là 4,5 m, cứng EX tương đương 25. Sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, phôi bên trong còn rất là sáng quá nhé. Con này thì có định vị khuyên. Dòng này định vị khuyên thì nó sẽ có hai cái vạch như này các nhé. Nó hai vạch này ở giữa này sẽ có một lớp keo. Nó to hơn chút xíu để nó chặn cái phần này lại. Đấy, nó không có cái lóng nổi như cái sút leader. Thế nên con này sẽ rẻ hơn khá là nhiều các nhé. Còn độ cứng và mọi thứ của cần này rất là ngon, một chiếc cần Shimano sản xuất tại Hàn Quốc, 4,5 m, cứng 25, nặng là 370 g, khá nhẹ các bác nhé, 2.77 ly. Con này các bác là 1.400.000 này. Đấy, con này thì sẽ ngon hơn con Spinjoy của Hàn Quốc, à, của Chila một chút. Sang mã thứ 11. 11 sẽ làm chiếc cần Sút Power. Con này làm chiếc cần của hãng Daiwa sản xuất tại Hàn Quốc, dài 39, cứng 25. Con này gốc là bị sức nhẹ các nhá. Con này là chủ đã đi câu bạt bãi rồi này, đã cắm vào ống nước rồi này, có cát kia bên trong mà đang bị xước các nhá. À, còn xem bên trên cần như thế nào, quan trọng là cái cần bên trên
Đấy, bên trên thân thì rất đẹp con nhau nhỏ nhá, rất là sáng luôn. Con này người chủ câu rồi nhưng mà còn rất đẹp quá nhá. Đấy, một chiếc cần của Daiwa, dài 3m9, cứng 25, cân nặng 340 g, 2.6 ly 700 ngàn, mã 11. Con này còn rất đẹp quá nhá, mỗi tí gốc xước này không tính đâu, quả trên rất đẹp. Sang mã 12. 12 sẽ làm chiếc cần Sud Power, dài 3m6, cứng 15, một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc của hãng Daiwa. Được trang bị bát Fuji, fan Fuji. Con này sẽ là cần sút lỡ các nhỉ. Con này đầu bu bị thay rồi này. Đầu bu này là đầu bu của cần đời mới bây giờ, còn cái bu của nó cũ thì mất rồi. Em thấy người ta thay rồi, chắc là người ta thích đẹp người ta thay các nhá. Đấy, 3m6 cứng 15. Cứng 20 thì ok, cứng 15 thì hơi mềm. Nặng là 230 g. Gọn 2.16 ly đấy bác, là 550 k, mã thứ 20, à mã thứ 12. Sang mã thứ 13 này. Ở 13 sẽ làm chiếc cần dòng để các bác sưu tầm nhá. Đây sẽ làm chiếc cần LFT bản dây trong. Con này thì hôm trước con bác chốt con 40.5 rồi, còn con 36 nữa. Chính xác là 36 của dòng kia thì nó sẽ mắc hơn, dòng này thì 36 sẽ lại mềm hơn chút xíu. Rồi, đây sẽ làm chiếc cần dây trong thuộc dòng cắm gốc các nhá. Đấy, bản con này sẽ là bản Olap Plus. Cực kỳ đẹp quá nhá. Con này ngoại hình gần như là mới 100%. Rất là mới các nhá. Một chiếc cần dài 3m6 Olap Plus dòng dây trong. Đấy, lỗ con này sẽ khá là nhỏ nhá, ngọn con này rất là nhỏ. Con này thì nhiều các bác làm thích về các bác có thể câu tay luôn. Con này rút ra để em rút ra xem câu tay độ lẩy nó độ cứng thế nào. Con này nó tựa như chiếc cần tay các nhá, chứ nó chỉ thêm cái hỗ trợ dây trong thôi. Còn em thấy nó không khác là chiếc cần tay như nào. Rồi, xem độ lẩy nào. Con này rút ra thẳng căng như thước các nhá. Khá ngon. Rồi, vân sẽ là vân hai da các nhá. Đấy, vân hai da, đầu chụp đầy đủ, đầu bu xích, nội xích hết nhá. Con này nói xám chứ quên, con này nói xám các ạ. Khoen Fuji nói xám, ok. Con này sẽ mang cân nặng. Em bóc này ra em đo ra chuẩn nhé. Bóc hay là đo ra chuẩn không, có lại nặng nhẹ, nó không đúng. Rồi, nặng 73 g. 2 cái này chắc chỉ được 2 g là cùng. Rồi, con này là con mã thứ 14, à đâu 13. Giá là 1.200 k các nhé. Mã 13. Đấy, hàng hiếm nha, thuộc dòng sưu tầm. Rồi, sang mã 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần cũng rất là ngon của Daiwa. Con này ngoại hình còn rất là đẹp, rất mới các nhé. 97, 98, 99% luôn. Một chiếc cần ISO dây trong, dài 5m2, đọt 4, được sản xuất tại Nhật các nhé. Make Japan. Con này hôm trước em có bán một cây bị lỗi xước hay gì đó. Còn con này này rất đẹp quá nhé. Con này rất đẹp quá nhé. Con này hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Ở loại sứ dưỡng cước con này nó sứ xám. Một chiếc cần 5m2 và số 4 của Daiwa, sản xuất tại Nhật. Cân nặng này 380 g. Ngọn 4 ly các nhé. Giá 1.100 k. Con cần dây trong bản này. Rồi, tiếp theo là sang cây số 15. 15 cũng là bản dây trong rất là ngon các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần của hãng LFT. Bản này sẽ là bản Arenos nhá, công nghệ là 2 speed giống của Shimano. Dài 48, đọt 1, được sản xuất tại Nhật. Thân sẽ là 3-4 màu các nhá. Đấy. Phôi sẽ là màu xám trắng. Loại sứ dẫn cước và là loại sứ xích và có hai cầu nhá. Đầu bu loại sứ xích luôn. Ngoại hình con này còn rất là đẹp, 98%. Cân nặng là 190 g. Con này tiếc là đợt 1 cơ nhá, nó đợt 2 thì ngon. Ngọn 2.9 đi, hôm nay nữa bác này là 800 ngàn rồi này. Đấy, giá rất êm con này quá nhá. 16 dây trong tiếp này. 16 sẽ làm chiếc cần của Shimano.
Con này thì cao cấp hơn chút xíu nhá, bát cũng là bát đúc này. Hai con này cũng là bát đúc nhá, nhưng các bác có thể nhìn thấy là cái con Shimano này, này nó không có cái viền này nhá. Nó liền hẳn luôn. Đấy, nó mất thêm một chút công nghệ nữa để cho làm liền luôn nhá, nhìn rất là đẹp. Còn bát thì như nhau, hai bát giống nhau nhá. Con này sẽ làm chiếc cần zoom, zoom từ 4,8 zoom lên 5,3 và độ cứng nó sẽ là 1,5. Lõi sứ dẫn cước sẽ là kiểu này các nhá, cực kỳ ngon. Đầu bu là lõi sứ xích. Đấy, đầu ngọn cần là sẽ màu xanh. Con này thuộc dòng phân nhỏ các nhá. Vân con này sẽ là vân kiểu như vân hai da các nhá, nó sẽ sần sần như con này. Rồi đó, nó sần sần này. Đấy, nó sẽ hơi sần sần nổi gân lên các nhá. Ở dưới này nhẵn thính không có tiếng kêu. Đấy, một chiếc cần dây trong khá là ngon. Con này thì khá ngon đó nhá, cân nặng cho bác này 110g. Ngọn 2.9 ly. Và con này có giá là 1.100.000 nhá, mã số 16. Mã 17 nhá, 17 tiếp tục làm chiếc cần dây trong. Dây trong mã thứ 17. 1 2 3 4 5. 5 con này đều ở Nhật hết các nhá. Con này làm chiếc cần ở Nhật này. Đấy, Mỹ, Japan tiếp này. Ở Nhật thì em thấy họ sẽ chuộng cái dòng dây trong khá là nhiều nhá. Đặc biệt là ISO dây trong, chuộng hơn là cần dòng lóng ngắn ngắn. Ở đây sẽ làm chiếc cần rất là đẹp có nhá, rất là mới, có thể nói là gần như chưa sử dụng luôn. Rất là đẹp, chân bát còn chưa thấy hiện tượng đặt bát vào có nhá. Chân bát còn rất là sáng. Con này thì nó có một cái hay là nó sẽ khóa cái miệng lại. Các bác mà không muốn rút lóng ra thì bác vặn cái này vào. Còn muốn rút rời ra, lắp đít ra thì tháo này ra nó mới qua được. Còn không là nó sẽ mắc ở đây. Đây em sẽ vặn vào cho bác xem. Đấy, nó sẽ mắc vào đây. Đấy, không ra nữa. Con này thì hôm nay sẽ có một chút lỗi nhỏ nhá. Lỗi này thì cũng khá là lan giải và nếu mà đúng có đồ thì lại cực kỳ dễ xử lý luôn. Con này mới 100%, chưa sử dụng có nhá. Có một nhược điểm của con này, các bác có thể nhìn thấy cái đầu bu đấy không ạ? Cái đầu bu này của nó không hiểu kiểu gì, họ nhà sản xuất sử dụng keo hơi kém, tụt mất cái đầu bu thôi nhá. Tụt cả đầu bu luôn, còn cái chân cốt vẫn còn này. Con này không hụt một sen nào, chỉ tụt đầu bu thôi, nó tụt cả lõi luôn. Tụt cả lõi thế này rất mà cũng có thể là rất dễ xử lý mà cũng lại rất là khó. Bác đủ cả bộ nhét phát là xong luôn. Còn nếu mà bác không đủ bộ ấy, thì có cốt vặn ngọn thì hay hơn. Ok, con này bình thường thì em sẽ bán khoảng tầm 1.000.000 nhá, nhưng hôm nay con này đang bị lỗi. Ngọn nặng là 2.02g. Ngọn 2.7 ly. Con này bị mất đầu bu ấy nhá, trừ cho bác 2 lít là còn 800. Đấy, con này lỗi của nó thì lỗi rất cơ bản. Xử lý được thì rất là đơn giản, còn không xử lý được thì cũng rất là nan giải nhá. Đấy, báo cho bác thế. Sang mã 18 này. 18 sẽ làm chiếc cần đời cao hơn một chút xíu nữa. Con này sẽ tên sẽ là M2 Magic Stick. Sản xuất tại Nhật luôn nhá. Dài 5,3 rồi 1.2. Mega Dri. Bản này sẽ là bản đời cao của Daiwa. Bát sẽ là bát Daiwa luôn nhá. Bát này của hãng Daiwa và Fuji cùng nhau sản xuất. Còn Fuji không thì nó sẽ không có logo Daiwa ở đây. Một chiếc cần dây trong, lõi dẫn cước vào rất là đẹp có nhá. Con này thì rất là đẹp. Phôi màu đỏ sẫm. Đầu cần đều có chống nổ hết các nhá. Mấy chiếc cần đời cao đầu cần đều chống nổ nhá, thép siêu nhẹ và chống dỉ. Con này cũng có một chút nhược điểm là bị gãy một chút ngọn trong này. Con này chắc hụt mất khoảng tầm 3-4 phần ngọn rồi đấy. Con này bình thường giá nó khoảng tầm 1.3 triệu một cây. Nhưng con này đang bị gãy ngọn các nhá. Cân nặng cho bác này. 200g tròn. Ngọn 2.79 ly, con này các bác là 800.000 đó nhá. Đấy. Đặc biệt dây trong thì nó có cái hay là nó chỉ gãy ngọn thì nó chỉ mất cái bu không thôi, chứ nó không bị mất những thứ khác như con ISO lại phải thay thêm một loạt khuyên. Con này thì nó chỉ thay mỗi bu đặt vào là xong. Hụt một chút thì không vấn đề gì. Tiếp theo sang con Daiwa của Thái Lan nhá. 5,3 đoạt 1.5. Con này sẽ được trang bị bát là bát Fuji này. Đấy, khoen dẫn cước con này cũng rất là đẹp quá nhá. Đấy. Phôi bên trong sẽ là màu xám bạc. Con này thì bên trong nó có sức răm có nhá. Còn rất đẹp nhưng mà vẫn có vết sức răm. Rồi, phôi con này cũng sáng. Con này cũng có lỗi đó nhá. Cái đầu bu con này là bị mất đá rồi. Đấy, đầu bu mất đá.
5m3 độ 1.5, độ bu mất đá, thì lấy các bác con này là mã 19 nhá, 500k một chiếc cần Daiwa. 500k đang rất là rẻ các bác nhá. Con này thì nặng là 210g. 2.9 ly. Đấy, duy nhất hôm nay con này là rẻ nhất ngày hôm nay này. Sang mã 10, mã 20. 20 sẽ làm chiếc cần của Shimano, dài 4m25, cứng 2, sản xuất tại Edo. Con này thì đời nó sẽ tầm trung thôi, nhưng mà dòng này sẽ rất là đại trà. Con này cũng bị lỗi cơ nha. Con này phôi ok này, phôi còn đẹp. Con này bị lỗi là cái đầu bu này, họ bị chắc là bị tụt ra ấy, hay là họ gắn keo nhìn hơi bẩn. Đấy, con này hôm nay cũng lấy các bác giá mềm nhé, cũng 500.000 để cho bác về bác sửa chữa nhé. Cân nặng cho bác này 180g, ngọn là 3 ly. Đấy, mã số 20 sang mã 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần dây trong, con này sẽ làm chiếc cần của Chila xuất nhé, Pro Mariner, dài 24, cứng 50, bát là bát Fuji, khoen là khoen hãng của dòng này. Ở loại sứ dẫn cước sẽ là sứ xám, hình tam giác. Con này sẽ làm chiếc cần thuộc dòng dạng cần ngắn. Em không rõ 24 này câu kiểu gì chứ công ngâm. Ok, cân nặng cho bác này 210g, gọi là 3.8 ly, 400.000. Dây trong rẻ nhất số em là 400.000, không rẻ hơn nhé. Sang mã thứ 22 sẽ làm chiếc cần dây trong dòng hai khúc của Daiwa. Con này sẽ chiều dài là 2m7 và độ cứng ở đây sẽ là 80. Đấy, độ cứng cao để cho bác về đánh lăng xê nhé, hoặc là đánh cha ba sa, sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Một chiếc cần Daiwa hai khúc. Đấy, loại sứ dẫn cước là loại sứ xích, đầu bu sứ là xích luôn nhá. Cân nặng cho bác này 340g, 320 ly, và giá là 500.000. Đấy, hôm nay mình các bác mới cần dây trong cuối này khá mềm nhá. Và cái cuối cùng ngày hôm nay sẽ làm chiếc cần mã số 23, và đây là chiếc cần lua ba khúc của hãng Tejak Enjoy, được sản xuất tại Hàn Quốc. Đường gốc sẽ được trang bị vân hai da. Công nghệ của dòng cần này sẽ công nghệ lua siêu bát, tải mồi tối đa được 2 OZ nhá, khoảng tầm hơn 50g đấy, cước từ 8 đến 20 LB, dòng ba khúc, dài đúng 3m, khoen bát Fuji. Ok, cân nặng cho bác này. Ô, cái thước, cái cân hôm nay hỏi, cân hôm nay cũng ngủ là gì? Nặng là 230g, ngọn 2.4 ly, 750k con này các bác nhé. Đấy, hết hôm nay lên cho bác tổng cộng là 23 chiếc cần. Đấy, các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng thế nào thì báo cho em nhé. Hẹn các bác vào clip tiếp theo. Bye bye.